Xin chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và mọi người. Hôm nay đồ gỗ Hùng Trình Phát vừa sơn xong bộ bàn ghế gỗ cẩm lai tay 12 cột 12. Chi tiết của bộ bàn ghế gỗ cẩm lai này là một ghế dài và bốn ghế chiếc và một bàn, hai đôn hộp kéo và hai đôn ngồi như quý vị. Hôm nay bên em vừa sơn xong, đang để nguyên màu cây, chỉ mới bắn lót chưa bắn bóng như quý vị nhé. Bộ bàn ghế cẩm lai này bây giờ là rất là quý hiếm, gỗ rất là khó mua nha quý vị nhé. Đây em sẽ quay tần cho quý vị xem. Đây là ghế chiếc. Ghế thứ hai quý vị. Bông vân rất là đẹp quý vị nhé. Ghế chiếc thứ ba quý vị. Chiếc thứ tư nha quý vị nha. Đây là ghế dài. Nếu như quý vị có thắc mắc hoặc là có nhu cầu, xin gửi điện đến đồ gỗ Hùng Trình Phát, số điện thoại 0911 728 939, để được giải đáp và tư vấn rõ ràng hơn. Mặt ghế rất là đẹp quý vị. Bên em thì quy trình quay video thì cũng chưa được tốt lắm. Nếu như quý vị có gì sai sót thì mong bỏ qua và thông cảm nhé. Hôm nay em đang quay trong phòng sơn. Để em quay bên sau cho quý vị xem hết. Sau nhé. Ghế chiếc cho quý vị xem. Mông vân rất là đẹp. Ngồi cẩm lai bây giờ nó
đang rất là quý hiếm quý vị. Từ từ như cái gì quay trong xưởng máy móc nó hơi hồn một tí. Trong xưởng đang làm cái gì hàng hóa rất là nhiều. À, quý vị khách hàng mà tìm đến xưởng của Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát thì giá cả rất là hợp lý và giá gốc luôn, không qua trung gian nào hết. Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát là chuyên nhận hàng đặt và sản xuất cho các cửa hàng. Nếu như quý vị khách hàng anh chị em thắc mắc, xin liên hệ với Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát qua số điện thoại 0911 728 939. Xin chào và hẹn gặp lại.